Mình chưa có ăn mà bạc hà xào, ăn bạc hà nấu canh chua không à. Đó là chỉ biết món bạc hà nấu canh chua chứ không ơi, nhúng lẩu chua đâu thôi à. Đàn ông năm 2021 chỉ ở nhà làm nội trợ thôi nè khán giả. Chồng mình ông làm đây, ông rửa rau rồi ông rửa thịt xong rồi, ông sắt xong rồi giờ ông qua vô ông nấu đi. Đây đập tỏi chuẩn bị xào. Chuẩn bị xào cái món lạ, bữa nay chồng mình ông làm cái món lạ cho mình ăn đó, không biết ăn có được không á nha chàng. Cả nhà xem có thích thì nhớ xin cho chồng em một like, và một đăng ký. Một like, một chia sẻ, một đăng ký để ủng hộ cho chồng em, cho ông chịu làm coi, để ông không chịu làm, để ông bắt em làm cho ông ăn hoài không giả ơi. Cả nhà mình nhớ xem, nhớ đăng ký đi, cho ông một like với một chia sẻ đi, đặng cho ông làm cho em ăn, chứ để không ơi, em làm cho ông ăn hoài ông mệt. Giờ rảnh này gán phụ vợ thôi. Giờ rảnh ở nhà không nội trợ thôi. Nãy giờ gì mà không đi lấy cái chảo cái son gì bắt lên sao, đi dầm tỏi trước, tỏi thịt anh chừa phải cho tôi thịt nữa đó nha, xào bên miếng thịt rồi miếng ấy nữa, ít tỏi không rồi ít đi, cũng muốn hết tỏi rồi, nhà cũng hết tỏi, hết đồ ăn rồi, còn nước không, hết nước rồi, lấy cái nồi, cái nồi kia rồi. Đây thịt này là mình bỏ tủ lạnh mua từ đầu giãn cách tới giờ đây, và bữa nay còn đây nữa là ngày cuối cùng, có con ruồi, bữa nay là ngày cuối cùng rồi đó. Anh xào thịt trước đi anh, thịt nó lâu quá.
nó không xào thịt trước đi, thịt nó kho nó lâu hơn cái môn xào kia. Rồi thôi xào đi, lỡ rồi lỡ rồi xào đi, làm đi. Mình đây. Đây, chồng mình nóng bắt bếp rồi nóng xào đây. Làm có kịp không mà làm hơi hai bếp luôn á trời. Thôi kìa. Ngồi nó khác luôn cái bếp bên đây, hạ lửa nhỏ. Ừ. Nhín tỏi ra chừa ra làm hai. Rồi. Trước nha, em không dám ăn đâu. Hạ lửa đi. Đó, rồi bỏ đồ lên đây, đây nó cũng mới nữa rồi nè. Lấy cái gà. Các bạn nhớ xem, nhớ cho chồng mình một like và một đăng ký nha các bạn. Cả nhà mình nha, để cho ông làm cho mình ăn, để không ơi có mình ơn mình khen ổng không à, ổng không chịu làm. Câu chưa, câu chưa, câu nước chưa, ở đất rồi, ở đất rồi. Đang không cái gì, người đàn ông đảm đang không, mùa dịch ở nhà ở không. Anh cho nó tỏi nó vàng vàng đi anh ha, đổ thịt cho nó vàng miếng nữa đi, cho nó vàng miếng nữa đi ha, đổ thịt. Rồi đó được rồi đó, được rồi đó. Tỏi nó vàng bây giờ mình cho thịt vào nha. Đó, tỏi vàng rồi, anh cho thịt vào đó. Thôi, thôi cho nó được. Rồi cầm một tay, cầm một tay sơ để hồi nó rớt ra ngoài. Rồi cho nó săn đi rồi anh hãy đi. Chào anh thấy. Đó, để anh sơ cái nồi kia kìa cho nó thấm lại đi, rồi anh bỏ đi cái nồi đầu xào của anh đi. Nó văng ngoài hết. Cái ở dưới thì nó ấy đây, nó xới lên ăn. Bỏ đồ niêm luôn đi, anh bỏ đồ niêm luôn đi. Bỏ đồ niêm hai nồi luôn đi. Có muối bột không, bỏ bỏ muối hột nó lâu lắm, nó lâu tan lắm. Cho thêm mắm ít muối và xíu nước mắm cho nó thơm nè, xào bỏ miếng nước mắm cho nó thơm. Xíu nước mắm, xíu bột ngọt. Sao không? Ừ, thẳng mà bỏ vào bên nồi thịt luôn đi, sẵn chiến. Mất công rồi.
Bỏ miếng muối vô thịt luôn. Đất nước mắm thôi, tại vì thôi giờ hết đi mua nước mắm được. Vừa thôi, vừa mặn lắm. Rồi, bữa nay chồng mình kho mặn quéo luôn. Ăn kho này ăn cho ăn tháng luôn. Thôi mới mua đồ ăn, bây giờ nay còn món cuối cùng. Chưa, trộn đều đi ha, bỏ nước màu. Anh bỏ đường đi. Đường anh chưa bỏ bên kia với ấy nữa kìa. Trộn lên cho nó săn hết trơn đi rồi anh hảo bỏ nước ớt, nước màu. Ta bỏ đường luôn đi, ta sao ấy luôn một lượt. Kêu đường đây. Nè. Đây, chồng mình ông nấu nãy giờ đã xong rồi đây, cái gì anh dạ ơi. Cả nhà ơi, giờ ông đi dọn cơm. Dọn cơm cho mình đây. Mình ngồi mình chờ đây. Không nên nguyên nồi cơm ở đây luôn đi anh. Dọn ra ngoài trước à. Dọn cơm cho ngoại ăn trước. Cơm có ngoại mình đây. Thầy Trang có cơm miếng thịt kho. Cái giá anh bỏ dưới kia kìa, dưới cái gỗ kìa. Ông sợ ông nấu đồ ăn, ông bỏ rồi ông bỏ cái giá chỗ nào không biết luôn á cả nhà. Hai vợ chồng mình không? Để vô. Lấy cho ngoại đôi đũa nữa. Đây, mời ngoại cơm. Để cái chén thịt qua đây nè. Đó, rồi, ngoại ăn cơm đi. Ăn thử cái món xào coi ngon không? Ăn thử coi con ghế nấu ăn được không? Nấu không dám ăn trước, cho ngoại ăn trước. Có gì không phải chịu trách nhiệm á. Không chấm hả ngoại? Ăn được không? Được hả? Ngon không? Hả? Mặn. Chơi con ghế nấu mặn rồi. Rồi dọn chén đi. Đây. Ăn cơm gái ơi. Không mà ăn cơm. Thôi mời cả nhà ăn cơm nghe. Chồng mình không dọn cơm sẵn rồi. Múc thịt đi chồng. Múc thịt đi em quay cái nữa. Gái ăn cơm bữa em chổng đây cho anh hai giữ đây. Cơm nhão rồi, cơm bữa nay chồng mình nấu hơi nhão ha cả nhà. Dọn phụ cha kìa, nãy giờ quên kêu mày ra mày dọn phụ cha. Rồi xong rồi. Xong hả? Rồi xong rồi mời cả nhà ăn cơm nha cả nhà. Thôi mình xin tạm dừng video tại đây. Cả nhà xem có thích nhớ nhắn cho mình xin một like và một đăng ký và một chia sẻ cho chồng mình ổng làm cho mình ăn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau.